Mộc Hương bonsai. Vừa rồi đấy là ông Thắng định chia sẻ cái gì xong rồi lại quên rồi đây này. Bảo là làm thế nào để ra tán này, Tuân có biết không Tuân? Đây này, nhìn các quả lị, cây nịu, gọi là nói chung là vào là giật mình thế này. Quả này. Nhìn trước. Cây này đẹp hơn. À nhưng mà đôi, một đôi nhỉ. Cây này cháu thấy thân nó rất là đẹp. Đẹp, nói chung là làm cảnh. Còn này nó cái cốt cách của nó, thân nó đã đều lây nó như thế này rồi này. Lây nó đã đều như thế này. Tán nó rất là đẹp. Tí nữa sẽ nói với mọi người về. Còn cái loại cây bỏ mẹ gì ông Thắng không còn bảo cái có quả gì thế này. Nắm trò. Nói chung là như cái bọn này là đẹp. Bọn này đẹp. Nhưng mà mỗi tội là liệu ta. Này. Đẹp nhỉ. Đó ông nói về cái chủ đề mộc xem nào. Ông thử nói về cái chủ đề này xem nào. Nói để cho người ta còn biết cách làm để cái... không thèm nói đấy. Bí quyết riêng. Ông ấy chỉ nói với cháu, bây giờ cháu quên bà nó hết rồi, muốn nói cho người ta thì... Tức là bình thường nào ông nói với cháu rất nhiều nha, nhưng mà cháu không nhớ được. Định chia sẻ cho các ông để nó thành hội, thành hội Mộc Hương bonsai, nhưng mà đến bây giờ ông Thắng ông lại không nói nữa rồi. Bình thường là lúc nãy ông ấy bảo là bẻ, nhưng mà phải bẻ theo từng này này. Để cho nó dạn ra là nó đẩy cái này. Nhưng mà thực ra là nó ra lộc từ cái này cơ mà. Ra lộc từ đây cơ mà. Ra lộc từ đây này. Chứ nó có ra từ cái thân này đâu mà ông cứ bảo là vặn để cho nó đấy. Chủ yếu là đây này, bẻ nó lướt lướt theo cái này này. Nhá. Cái sản phẩm này là dự trù là năm nay 2022. Nó phải rơi vào tầm 5 năm nữa. 5 năm nữa là cái vườn này mới, nhưng mà trồng với mật độ này là hơi 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 sâu. Hơi mau nhỉ. Đúng không? Cháu thấy mật độ này là hơi hơi. Nhưng mà cái mô hình mà nếu mà mọc bonsai ở dưới đất như này là nói chung là khá là tự tin là ông Thắng khéo là người đi đầu ở miền này đó. Tại vì về sau là ông Mỹ ông làm, nhưng mà nó cái kiểu nó vặn vẹo kiểu gì ấy, chứ nó không theo cái kiểu là sâu sâu như thế này. Kiểu này là khi mà mang dây này ra là ông cũng nằm liếc các kiểu, nằm dưới này này. Nằm đấy rồi mới cái điện thoại cháu đấy. Ấy. Con này cũng đẹp này. Đấy tức là cái mộc hương ta bonsai đấy. Sau cái trào lưu gọi là, nhưng mà cái này nó mật độ nó hơi sâu. Hoa giấy hai màu. Hôm mới là toàn hai màu ấy chứ. Toàn hai màu ấy chứ. Cây này theo cháu là không đẹp bằng cây kia. Cây kia, cây này nó có cái ngọn vươn lên trên kia kìa. Vít xuống thì nó mới đẹp chứ. Theo ông định giá thì là một cây trong hai cây này bao tiền? Chưa bán. Phải định giá đi chứ này. Này còn chưa thèm bán chứ này. Thế mà lúc nào cũng bảo Tuân ơi ông đói lắm. Đấy, đói mà bây giờ thì không thèm bán chứ. Đôi khi khó lắm, tại vì là nếu mà bây giờ mà nói giá ra thì nó kiểu nó hơi ngược ấy. Cho nên ngại. Đấy, bà con mình hay như thế này. Chưa bán cho nên là tại vì là bây giờ để nuôi thêm thì nó sẽ được giá trị hơn. Xong rồi nói chung là giá thì có thể là tầm năm sau thì giá nó cũng chỉ như bây giờ thôi. Nhưng mà lúc ấy nói thì nó đỡ ngượng mồm ấy. Bây giờ thì kiểu tán tiếc nó chưa. Công nhận đẹp đấy. Chỗ này là đẹp đấy. Ông đứng cái cười cái nào. Cười thì cứ cười trong vết khẩu trang. Ông Dung đi xem nào.
Nói chung là đẹp. Cái này đẹp. Cái này cứ để cho ông Thắng khoảng 2 năm nữa thì thôi. Nó gọi là. Mà quả này ông có làm đâu, tự nhiên nó ra nhiều như này chứ. Ơ cũng làm quả cơ á? Ơi giời. Cháu nhìn cái kiểu hai giống này nó khác nhau hay sao nhỉ? Được cái thân nó sạch nhỉ? Thân cây kia còn sạch hơn cây này. Nhưng mà cây này kiểu ông vít được tán này. Trông nó nhìn nó rất là liễu rủ mặt Hồ Gươm. Nhưng cây này bị vướng này. Cây này cái tán kia ông phải vít xuống. Trông nó cứ nôm ca lôm côm. Cái tán này nhìn trông vào ưng luôn. Nhỉ? Ừ nhỉ. Nhưng mà nói chung là cháu chỉ biết là cái cây này này. Tán là tán nó đẹp hơn. Khi nào phải ông phải làm được cái tán của cây này nó. Quả nó xấu. Bảo rồi khi mà lên làm mẫu như thế này là phải mua cái túi bọc quả lên. Mẹ chúng nó còn mua mang hàng mấy nghìn cái ô tô ra nó xếp hình chữ S xong rồi. Xong rồi nó trong buổi chiều là nó phá đi đây ông không cố gắng. Ông tự ông ấy chứ cháu tay một tay cầm điện thoại một tay ấy thì ông làm xong. Ông bẻ ra xem nào. Ôi trời. Thế này thì ông mà ra hoang đảo là ông không biết ăn rồi. Ôi giời ơi thế nó nát hết. Nói chung là liệu ta là cháu không tin lắm đâu. Nó hơi chát. Nó chưa chín. Chín nữa ngọt. Chín là ngọt. Bây giờ chua. Chua chát chát. Liệu đúng liệu ta đúng không? Mày không nhìn thấy biết quay thợ quay liên tục. Nhưng mà liệu ta là hạt nó to à? Nói chung là làm cảnh là được. Mấy cả nói chung là với những cái cây như thế này là nói chung là cũng ít thấy. Đợi khi nào ông Thắng ông vít cái này xuống là đẹp. Thì vào một cây như này là ấy. Có rất nhiều ruộng liệu nhưng mà để một cây như này. Ông Thắng cũng giỏi nhỉ. Cả đời làm mấy cây nhưng mà cây nào cũng chất lượng. Phải làm chất lượng chứ. Chất lượng các ông hỏi giá còn không thèm bán cơ. Nhưng mà kiểu là giá hơi ngược. Yeah. Nhài này thế này, ông ấy như thế này xong ông phải chiết ra chứ để tùm lum như thế này thì hay lại định là uốn bonsai cái dòng nhà kép này ta. Nhưng mà ông định làm gì mấy cái bọn nhài này? Ôi không được. Bây giờ nhài nhá. Ông phải chiết ra. Chiết ra nhưng mà không có chỗ trồng. Nhài. Hay định nuôi nhiều thân xong rồi lại quấn vào xong rồi bọc đất. Ông điên. Cái trào lưu mọc này là cũng khá gì và lầy lọ đấy. Nhưng mà cũng nhanh phết nhỉ. Như này mới được một năm chứ mấy. Hơn năm rồi à? Định nói cho các ông nhiều hơn nhưng mà lúc đấy ông Thắng chia sẻ rất nhiều với mình. Nhưng mà cứ gọi mình lại để chia sẻ. Nhưng mà đến bây giờ bảo ông chia sẻ lại đi. Ông không nói nữa. Nói để các ông học thôi à? Bây giờ tôi không nhớ gì thế tôi lại không chia sẻ được lại nữa. Nhưng mà mình thì mình không giấu cái gì nhưng mà bình thường là nông dân chúng ta ngại cái khoản chia sẻ. Mày đừng nói với ai nhá, tao chỉ nói với mày, mày đừng nói với ai. Nhưng mà về sau là tối là cả nước biết. Ông làm thế à? Không không những ông Thắng còn rất là nhiều. Nếu như ông quý nhá, cứ có cái gì mà tâm đắc ấy. Là Tuân ơi, ra đây. Tao hoặc là anh hoặc chú, chỉ nói với mày thôi, mày đừng nói với ai. Mà nhưng mà tối và phát là cả nước biết. Cả nước biết. Đây này, các cái sản phẩm như thế này các bạn sẽ không thấy được trên mạng đâu mà. Nó gọi là nó là tuyệt sắc giai nhân rồi. À đấy, để sang một bài khác nhá. Nó là cái hạt dòng mà các bạn cũng không thấy ở trên mạng đâu mà. Thật. Tôi mà không quay cho các bạn thì các bạn không thấy được trên mạng. Nhưng mà nói chung là cái dòng này nó không phải là như cái dòng để sang một video khác nhá. Cho mọi người biết là sung bonsai nó ở một đẳng cấp như thế nào. Tôi là nói chung là vì là mình ấy cho nên là mình không nó kiểu như kiểu mình không có duyên với sung ấy, còn sung bonsai à sung nếp siêu quả đây cây giống này. Đây tôi cho mọi người xem ở một cái bài khác gọi là sung bonsai. Được cái là ngồi đây thì nó không bị sập nguồn. Nếu mà quay một thời gian nữa quay một video hai video thì nó bị ấy này, bà. Nó bị chán ấy. Ít cây nhưng phải có chất lượng. Ít cây phải có chất lượng.
Ông này dắt xe đi đâu đây? Đâu để cho ra. Để từ từ để cháu lấy bao thuốc đã xong rồi quay về sung đã.